Tương lai giống như một cuốn nhật ký đều là giấy trắng. Tương lai sẽ ra sao đều do chính chúng ta quyết định. Phim được ký thuyết minh tại tvhay.org. Phòng cậu sao bừa bộn thế hả? Những thứ này không phải là những bảo bối của Doraemon sao? Sao cậu ấy lại để đồ đạc lung tung thế này cơ chứ? Như thế này thì chúng ta không thể học nhóm được đâu. Đúng vậy, thật là khó xử quá. Đúng vậy, mọi người cùng nhau dọn dẹp đi. Đúng vậy. Hả, chúng ta dọn dẹp sao? Doraemon này thật là hết chịu nổi cậu ấy. Đợi cậu ấy về, tớ sẽ cho biết tay. Món này cũng là bảo bối của Doraemon à? Nhìn thế nào cũng là kính lúp bình thường mà. Cuối cùng cũng dọn xong. Tạm biệt, gặp lại em sau nhé. Tớ về rồi đây. Cậu về rồi à, Doraemon? Ừ, mọi người mới đến à? Còn dám nói mọi người mới đến à hả? Cậu làm căn phòng rối tung lên. Cậu tự nhìn đi. Tớ xin lỗi. Thật là ngay cả phòng mình tớ còn chưa dọn dẹp lần nào. Tớ xin lỗi. Nhưng tại sao lại bừa bộn vậy? Tớ vừa chuẩn bị sắp xếp lại các bảo bối trong túi. Sau đó thấy Mimi ở ngoài cửa sổ. Rồi cùng cô ấy đi chơi phải không? Chúng phóc. Ôi ôi. Phải rồi, hôm nay các cậu đến đây làm gì? Học nhóm, chúng tớ cùng làm bài tập. Đề tài là cuộc sống của chúng ta trong thế kỷ 21. Mọi người đưa ý kiến của mình ra rồi cùng thảo luận. Thì ra là vậy. Gì thế? Làm tớ giật mình. Ôi, tiêu rồi. Sao các cậu lại lấy cuốn nhật ký của tớ? Cuốn nhật ký này là của Doraemon sao? Có thể lúc nãy đã lấy nhầm nó rồi. Cuốn nhật ký này là cuốn nhật ký tương lai. Tất cả những gì viết vào đây sẽ thành sự thật. Thật sao? Doraemon, vậy thì không sao đâu. Mọi người đã viết một tương lai rất tốt đẹp. Tương lai tốt đẹp, nó như thế nào? Tớ viết về thế kỷ 21. Giữa người với người sẽ không còn chiến tranh nữa. Quan hệ của mọi người sẽ thân thiết hơn. Mọi người đều có thể tự do, thoải mái. Vậy không tồi chút nào. Tớ viết về thế kỷ 21 mới hay này. Mỗi ngày mọi người có thể làm những điều mình thích. Muốn chơi thì chơi, muốn ăn thì ăn, muốn làm gì cũng được. Vậy cũng tốt, nhưng ai sẽ làm việc? Vậy thì phải xem tới đây. Mọi người không làm việc cũng không sao. Mọi chuyện cứ giao hết cho người máy làm là được. Thế nào, một tương lai rất sung sướng đúng không? Xin mời Dung. Thì ra là vậy. Nhưng mà như thế sẽ cần rất nhiều năng lượng. Vậy sao? Tớ đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Xăng dầu và các loại năng lượng khác đều miễn phí. Như vậy, muốn dùng bao nhiêu năng lượng cũng được. Một thành phố văn minh không tồi phải không? Tuy nói là vậy. Doraemon, cậu lo xa quá rồi. Nếu đã vậy, chúng ta hãy đến tương lai xem thử thế nào. Đồng ý. Đúng vậy, đi xem thử xem. Tớ cảm thấy hồi hộp quá. Tớ muốn nhanh chóng đến đó. Tương lai do tớ thiết kế chắc chắn sẽ là tốt nhất. Đây là đâu thế?
thì ra là thành phố tương lai. Cậu thấy sao Doraemon, còn lo lắng gì nữa không? Ừ, sao vậy? Mọi người nhìn kỹ mặt trời kia, hình như là nhân tạo đấy. Sao có thể như thế được? À, đó là mặt trời nhân tạo. Bầu trời này cũng là nhân tạo. Nhìn này, đây là cửa thông gió. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem, đó là... Mau đưa dầu hỏa ra đây! Đưa dầu hỏa đây! Đừng có mơ! Xem đây! Xăng dầu là miễn phí, cho nên khi nó ngày càng ít lại, mọi người bắt đầu chiến tranh. Tại sao lại như thế chứ? Con người không phải là hết chiến tranh rồi sao? Mọi thứ đều giao cho máy móc. Ngay cả chiến tranh cũng do máy móc. Không khí ở đây ô nhiễm quá. Để thực hiện thành phố tương lai hiện đại cần rất nhiều nguồn năng lượng. Và kết quả là phải hy sinh thế giới tự nhiên. Đó là cái giá phải trả cho thế giới của các cậu thiết kế đấy. Nó chính là thế giới này đây. Phải làm sao đây, Doraemon? Sự thay đổi của thế giới trong thế kỷ 21 không chừng sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của tớ trong thế kỷ 22. Phải mau chóng quay về, xóa những gì đã ghi trong cuốn nhật ký tương lai. Doraemon, cậu sao thế? Doraemon! Quả nhiên là đã đến thế giới của bọn khủng long. Đến nơi khủng khiếp này sao? Cỗ máy thời gian không biết đang ở đâu nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Vì tương lai đã bị thay đổi nên Doraemon cũng bị thế này. Trong túi thần kỳ chỉ còn lại cái kính phóng đại này thôi. Suneo, tất cả là do cậu đã ghi mọi thứ đều giao cho người máy làm. Cậu có nghĩ đúng thế không? Không, không phải. Tất cả là do Nobita. Cái gì mà tất cả năng lượng đều miễn phí chứ? Nobita, cậu cũng thế mà. Cậu đã ghi ai cũng có thể làm những điều mình muốn. Cậu nói gì? Đừng cãi nhau nữa. Bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu. Phải mau chóng nghĩ cách cứu Doraemon. Nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn ở mãi nơi này, không quay về được. Nhưng mà thế giới này làm gì có thứ gì có thể cứu Doraemon? Phải rồi, suối nước nóng. Suối nước nóng. Ừ, không cần biết là thời đại nào, chắc hẳn cũng sẽ có suối nước nóng. Ồ, đó là gì thế? Giống như là bảng kim xăng trên xe máy vậy. Suối nước nóng có hiệu quả không? Nhìn kìa, có thể hút năng lượng từ đây sao? Đại khái là nhiệt năng chuyển thành điện năng đấy. Hay quá, nếu thế thì Doraemon sẽ được cứu rồi. Núi lửa phun rồi. Chạy mau lên. Tuy nói là chạy, nhưng mà chạy đi đâu bây giờ? Ừ, trong chóng tre nó hết điện rồi sao? Nóng quá, nóng quá. Ôi, của tớ cũng.
Ôi, đau quá. Thế này thì chúng ta không thể nào đi được nữa. Đẹp quá. Những bông hoa này tương lai sẽ biến thành dầu sao? Phải rồi. Đèn pin phóng to. Nó xoay rồi. Năng lượng gió không nhỏ chút nào. Nhìn kìa, năng lượng. À, nó tăng lên rồi. Quả nhiên sức gió cũng làm thành năng lượng được. Chạy mau. Mọi người, yên tâm đi. Đây là thứ tôi đã lấy trong bảo bối của Doraemon. Suneo, đây là... Tôi đã tính trước sẽ gặp những chuyện như thế này, nên đã lén lấy trộm của Doraemon. Đó là kính lúp thôi mà. Cậu nghĩ gì vậy, Suneo? Ôi, trong chóng tre bị gãy rồi. Doraemon. Chết tiệt. Nobita, dùng đèn pin phóng to tớ ra. Mau lên. Được rồi. Mọi người nghe đây. Nhân lúc tôi đang đấu với nó, mọi người mau chóng đem Doraemon trốn đi. Mau lên Shizuka. Chạy qua đây. Sao thế? Không được, bên đó. Đáng ghét, đừng qua đây, tránh ra. Doraemon. Chào buổi sáng. Nhờ có các cậu mà tớ mới có thể tỉnh lại được. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Chúng ta không có một món bảo bối nào cả. Không sao. Tớ đã dự phòng thứ này đây. Thiết bị biến đổi không gian. Sử dụng nó thì có thể đem những thứ từ phòng Nobita đến nơi này. Thuốc đông đặc âm thanh. Đèn pin thu nhỏ. Mau đến giúp tớ nào. Ôi, đau quá. Thuốc ngộ không biến hóa. Hay quá, hay quá. Doraemon. Không có cỗ máy thời gian, chúng ta làm sao về được? Đừng lo. Dùng dây đai dịch chuyển thời gian, chúng ta có thể trở về căn phòng của Nobita. Nobita, mẹ mang bánh cho này. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ồ, cuốn nhật ký đây rồi. Khăn chùm thời gian. Như vậy cuốn nhật ký tương lai sẽ trở lại như cũ trước khi các cậu học nhóm. Tương lai giống như cuốn nhật ký này vậy, đều là giấy trắng. Thôi thôi, không viết về tương lai nữa, tớ chịu đủ rồi. Đừng nói thế chứ. Mọi người cùng nghĩ về một tương lai tốt hơn là được mà.
Mặt đất, gió, còn có mặt trời nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu chúng quan trọng thế nào rồi. Tương lai như thế nào? Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm cả. À, là bánh rán sao? Phải tiết kiệm một cách tối đa. Thế kỷ 22. Cảnh sát đây, đề nghị dừng xe lại ngay. Hãy lựa chọn cho gia đình bạn một trong những mẫu mèo máy mới nhất. Tàu điện ở đường ray số 2 đang vào ga. Hành khách đi tàu vui lòng đứng sau vạch an toàn. Trạm dừng tiếp theo là ga Budrook. Xin nhắc lại, trạm dừng tiếp theo ga Budrook. Mưa à? Tập phim Doraemi và băng cướp nhí. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông nội Nobita đáng thương quá. Tớ tìm được những thông tin cậu cần rồi đây. Hay quá, cậu nói luôn đi. Trước hết tớ phải ăn trưa đã, cậu muốn ăn không? Chờ chút đã nào. À, tớ không ăn cá đâu nhé. Nhưng nó sẽ cho cậu nhiều canxi hơn đấy. Tôi muốn cậu xem cái này. Cậu lại đây một chút được không? Gì vậy? Tớ đã thử Arara đi điều tra để đánh giá kỹ năng sống các thế hệ tổ tiên của tớ. Đánh giá kỹ năng sống, về cơ bản, hầu hết các đời đều như nhau. Nhưng ở thế hệ này, mức đánh giá lại đột ngột lui xuống. Cậu biết tại sao không? Là Nobita à? Ừ, vẫn còn một người nữa cũng bị đánh giá thấp như vậy. Từ thời chiến quốc Nhật Bản cơ à? Ai thế nhỉ? Tớ chỉ biết cụ ấy tên là Nobihe. Arara đang điều tra xem cụ ấy là người thế nào. Mệt quá, chết mất thôi. Được rồi, cậu vất vả quá. Tình hình thế nào rồi? Nobihe đúng là kẻ hậu đậu, lười biếng, vô dụng. Các cậu xem đi rồi biết. Chắc ông nội Nobita thừa hưởng sự hậu đậu từ cụ ấy. Nobita còn tệ hơn ấy chứ.
cụ ấy bị sơn tặc tấn công. Sau đó thì sao Arara? Cụ Nobihe không sao chứ? Tớ quay về vì sợ quá. Sao cậu không giúp cụ ấy chống lại bọn chúng? Để tớ đến đó xem tình hình cụ thể thế nào. Thật không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ tới đó. Thế thì tốt quá. Nghiên cứu vụ này tốn kém quá. Điều tra về ông nội Nobita đã làm tớ cháy túi rồi. Nếu kỹ năng của cụ Nobihe tăng lên thì trình độ của ông nội cũng tăng lên. Và tớ cũng giỏi hơn. Cậu thấy tớ tính thế được không? Một mũi tên trúng ba con chim. Đầu tiên tớ phải đến đó xem thế nào đã. Ừ, tớ sẽ để Arara đi cùng để chỉ đường cho cậu. Nhưng tớ mệt lắm rồi. Sau khi trở về tớ sẽ cho cậu nghỉ thoải mái. Nhớ phải ăn trưa đấy nhé. Ừ. Bàn, ghế. Mưa thế này thì mai đi picnic sao được? Sao cậu lại ăn mặc thế này? Nhìn đẹp không? Xấu mù. Sao cảnh vật nhìn không giống trong những bức ảnh cậu chụp? Đừng lo, chúng ta về đúng thời kỳ mà. Chỉ có điều... cậu lạc đường rồi chứ gì? Các bạn là... chị Shizuka. Tôi là Shizukin. Sao lại thế nhỉ? Sao đâu? Quên mất Shizuka đâu có sống ở thời kỳ này. Ừ, trông các bạn không giống người vùng này. Các bạn tới đây làm gì? Em là Doraemi, còn đây là bạn em. Cậu ấy hơi bối rối một chút thôi. Bạn em đang tìm một người tên là Nobihe. Chị có biết anh ấy không? Chị biết anh ấy sao? Nobihe là bạn tốt nhất của chị. Nhưng chị không thấy cậu ấy mấy hôm nay rồi. Mấy hôm rồi sao? Có lẽ cậu ấy bị bọn sơn tặc bắt rồi. Khô hạn quá. Đã mấy tháng nay trời không có mưa rồi. Vì không có cái ăn, rất nhiều dân làng đã bỏ đi. Bây giờ cả trẻ con cũng phải làm việc. Chị cũng phải làm thuê cho nhà chúa đất. Em nhìn thấy ngọn núi đằng kia không? Bọn cướp thường xuất hiện ở đó. Vâng. Em định tới đó sao? Vâng, nguy hiểm lắm đấy. Không dân làng nào dám đến gần đấy đâu. Chị đừng lo, em không sao đâu. Cho chị đi cùng với. Chị rất lo cho Nobihe. Cho nên, xin em đấy. Nobihe! Nobihe! Băng cướp không còn đường thoát, khét tiếng đây. Bọn tao sẽ bắn thật đấy. Cho nên đừng có dở trò. Mau đưa hết tiền bạc của cải ra đây. Nobihe! Shizukin à! Sao cậu lại làm thế Nobihe? Sao cậu lại gia nhập băng cướp? Cậu không phải người xấu. Cậu hiểu nhầm rồi, tớ chỉ... tớ... đừng đánh tớ. Đủ rồi đấy. Dù các ngươi là phụ nữ thì bọn ta cũng không nương tay đâu. Đừng có mà hù dọa tôi.
Ơi cái túi của mình, cho chúng một trận đi. Khốn kiếp, bowling tự định vị đi. Đáng ghét, huy hiệu đẩy lùi. Thành công rồi Doraemi, có muốn thêm nữa không? Đừng đánh nữa Takeso. Ôi trời, Goro, cả Chibisuke nữa. Còn đây là Keta, cậu cũng ở đây sao? Sao các cậu lại trở thành sơn tặc thế? Bọn tớ không muốn ở lại làng vì phải làm việc từ sáng đến đêm mà vẫn không đủ no. Bọn tớ không muốn chịu cảnh nghèo đói thêm chút nào nữa nên mới đi làm cướp. Nhưng cha mẹ các cậu đang rất lo lắng đấy. Tớ cũng thương mẹ lắm chứ. Nhưng tớ cũng không muốn làm việc nữa nên mới ở lại đây. Thật là, sau khi bàn bạc, bọn tớ đã quyết định sẽ trở thành nhóm sơn tặc nhí đầu tiên của Nhật Bản. Đúng thế. Vậy cho tớ tham gia với được không? Việc này có vẻ rất thú vị, xin các cậu đấy. Nhưng cậu mạnh hơn bọn tớ nhiều quá. Có sao đâu, như thế chúng ta sẽ càng mạnh. Cậu ấy có thể làm thủ lĩnh. Cậu nói gì? Tớ mới là thủ lĩnh chứ. Nobihe, cậu dám lật đổ tớ sao? Bình tĩnh lại đi, tớ chỉ muốn giúp thôi mà. Dĩ nhiên Takeso sẽ vẫn làm thủ lĩnh. Thế thì được, tớ quyết định cho phép cậu tham gia băng cướp. Cảm ơn, cậu không được làm thế. Còn bây giờ tớ sẽ đưa các cậu đi tham quan một vòng. Quang cảnh đẹp quá. Ngôi nhà lớn vậy. Đó là nhà chúa đất đấy. Chúa đất là nơi Shijukin đến làm thuê phải không? Hắn sở hữu hầu như toàn bộ ruộng đất ở đây. Hắn có rất nhiều kho lúa gạo. Ăn uống thì phung phí, trong khi dân làng thì đang chết đói. Thật đáng ghen tị với Sunemaru. Sunemaru, nó là con trai duy nhất của chúa đất. Nó chỉ chơi với đám gia nhân trong nhà. Nó chỉ giỏi khóc nhè thì có. Các ngươi đâu rồi nhỉ? Cậu chủ, em ở đây mà. Đâu rồi, đâu rồi? Cậu chủ không sao chứ? Bắt được rồi. Cậu chủ chơi ăn gian quá. Đi thôi. Đây là xào huyệt bí mật của chúng ta. Các cậu thấy đẹp không? Ở đây có cả hồ nước nữa này. Các cậu trồng cả rau nữa à? Đây là niềm tự hào của bọn tớ đấy. Đất đai trong làng thì khô cằn hết rồi. Ở đây bọn tớ muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy thì dậy. Cá thì bắt ở sông, hoa quả thì lên núi hái về. Đó là cách sống của bọn tớ. Các cậu sống cũng đầy đủ đấy nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu. Lý thuyết là như vậy thôi, chứ mãi cho tới giờ vẫn chưa thu hoạch được gì cả. Nói gì thế hả?
để tớ đưa các cậu tới phòng ngủ. Nếu đủ dũng cảm thì các cậu đi lối này, còn nếu sợ thì đi lối đó với Nobihe. Đồ nhát gan Nobihe. Tới đây đi, đừng hòng dụ dỗ tớ. Chỉ có điên mới đi mạo hiểm mạng sống của mình như vậy. Này thỏ đế, Doraemi, Shizukin, Nobihe, qua đây mau đi. Tốt thôi, tốt thôi. Thật là vô dụng. Mùi gì ghê quá. Vì lâu rồi bọn tớ không quét dọn. Và cũng chưa tắm 3 tháng nay rồi. 3 tháng. Các cậu bẩn thỉu quá đấy. Vậy bọn tớ đi tắm bây giờ nhé. Tắm. Tuyệt lắm. Trời ơi. Nhân viên dọn dẹp đa năng. Vào trong dọn dẹp đi nhé. Máy giặt vạn năng. Thế này mới sạch được. Sạch bong kim kít rồi nhé. Trên này cũng xong rồi đây. Không nhận ra nữa rồi. Tớ phải về đây. Chờ chút đã. Việc của chúng ta ở đây. Tớ biết, tớ sẽ không nói ra đâu. Nobihe, cậu đem cái này đi rửa nhé. Tớ biết rồi. Để em giúp anh nhé. À, cảm ơn em. Việc gì chúng nó cũng bắt anh làm. Quét dọn hay giặt rũ, anh đều phải làm hết. Nhưng anh vẫn muốn ở lại đây đúng không? Vì ít ra ở đây còn có cái mà ăn. Mẹ, con xin lỗi. Thực sự bọn anh không muốn về nhà nữa sao? Cũng có thể. Anh thích thế này sao? Anh cũng không biết nữa. Cuộc sống của dân làng đang rất khó khăn. Chúa đất không quan tâm đến họ. Lão ta chỉ quan tâm đến chỗ lúa gạo thu được từ cho thuê đất hàng năm thôi. Cho thuê đất, Chúa đất thu tất cả lúa gạo của dân làng và phân phát lại cho mọi người. Nhưng từng ấy gạo đâu có đủ ăn. Vậy sao? À, Nobihe, em có cái này tặng cho anh đây. Đừng có hù dọa anh đấy nhé. Đây, kính mắt dũng cảm. Đeo nó vào, anh sẽ tự tin và dũng cảm hơn hàng trăm lần. Lại đây nào.
được Chí Thuyết Minh tại tvhay.org. Anh nhìn rõ mọi thứ rồi. Nó còn cho anh thêm sức mạnh đấy. Tuyệt quá. Nhìn kho gạo đầy ắp mới tuyệt làm sao. Thật tuyệt vời. Chắc phải xây thêm vài kho gạo nữa thôi. Gạo thu được mỗi năm một nhiều hơn. Thế thì ông phải thu thêm thuế từ bọn nông dân ấy. Mỗi năm tăng thêm một chút. Và phân phát lại cho chúng mỗi năm giảm đi một chút. Nhà chúa đất sao? Đúng thế, chúng ta sẽ làm vụ này. Chúng ta sẽ cướp kho gạo nhà hắn. Nhưng làm sao đánh lại được đám gia nhân và vệ sĩ nhà lão? Chúng hung hãn lắm. Các cậu thật là nhát gan. Có ai đủ dũng cảm để tham gia không? Tôi sẽ tham gia. Cậu đeo cái ngớ ngẩn gì trên mặt vậy? Và đột nhiên hôm nay cậu dũng cảm nhỉ? Làm sao cậu có thể làm chỉ huy nếu cậu nhát gan như thế hả? Dĩ nhiên tớ sẽ tham gia. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ xứng đáng làm thủ lĩnh. Vậy thì làm đi. Cặp kính đó thật sự có tác dụng vậy sao? Nó chỉ là kính cận bình thường thôi. Không có gì đặc biệt đâu. Thật sao? Tớ chỉ muốn Nobihe không nhìn nhầm mọi thứ nữa. Như thế anh ấy sẽ nhanh nhẹn hơn. Thế thôi à? Đúng vậy. Bố ơi, mẹ ơi. Gì thế, Sunemaru của mẹ? Bố mẹ đi chơi mà không cho con đi cùng sao? Sunemaru, im lặng đi. Bố mẹ phải đi dự đám cưới con trai chúa đất làng bên. Cậu chủ Sunemaru, cậu muốn ăn gì không? Bọn họ đi rồi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Cậu ra lệnh cho ai thế hả, Nobihe? Thôi nào, chúng ta sẽ bay xuống dưới đó nhé. Hả, bay xuống? Ta không muốn ăn. Không ăn. Không thể nuốt nổi lại đồ ăn kinh khủng này. Cậu chủ Sunemaru, đây không phải đồ ăn cho người. Vẫn hậu đậu như xưa. Không thể tin được là mình có thể bay. Cứ như mơ ấy. Cũng có thể cậu đang mơ đấy. Các ngươi là ai? Đèn pin thay đổi. Nhanh lên, phải nắm lấy cơ hội này. Cái đó phá được khóa sao? Nhiều quá. Búa phóng to thu nhỏ. Trông hay quá, anh thử được không? Được thôi, chỉ cần anh nói nhỏ lại. Rồi gõ đầu búa này vào đống gạo. Nhỏ lại. Kỳ diệu thật. Nhỏ lại. Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản vậy. Hôm nay bội thu quá. Lớn lên. Sunemaru, người đâu? Lại đây. Mày có hét to nữa cũng chẳng có ai tới đâu. Tránh xa tao ra. Nếu chúng mày dám động đến tao, tao sẽ mách bố tao đấy. Vẫn còn lên giọng được cơ à? Lũ ăn cướp bẩn thỉu. Đưa tao về nhà ngay. Tao muốn về nhà. Im đi. Đây là những gì bọn tao đáng được hưởng. Gia đình mày mới là đồ ăn cướp thì có. Nobihe, cậu lấy một bao gạo nấu ăn, rồi thu nhỏ chỗ còn lại cất đi. Tớ biết rồi.
Cơm trắng quá. Thơm nữa chứ. Tớ không nhịn được nữa rồi. Món cá nướng này thơm quá. Tớ xem nào. Ngon quá đi mất. Có muốn ăn một chút không? Ai thèm chứ. Tao không bao giờ ăn mấy loại cá tạp nam rẻ tiền ấy. Tạp nam rẻ tiền sao? Mặc kệ nó đi. Mẹ tao bảo phải ăn uống cho đàng hoàng tử tế. Không tội gì phải ăn mấy thứ hạ lưu ấy. Cho nên nhà nghèo như tụi tao có cái ăn là thấy tốt lắm rồi. Ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu trồng trọt nhé. Robot nông nghiệp. Nó có thể cày xới tất cả các loại địa hình thành đất trồng trọt ngay lập tức. Chúng ta sẽ làm tại đây. Nobihe, làm theo những gì em đã bảo nhé. Được. Nhanh thật đấy. Còn đây là hạt giống. Chúng ta cùng trồng nào. Nếu trồng bây giờ thì đến tối là chúng ta thu hoạch được. Này, cậu có muốn làm thử không? Không được, tớ sẽ làm bẩn quần áo mất. Thế thì cởi nó ra. Rồi làm đi. Này, cậu có làm không đây? Dễ làm mà, phải không? Chậm lại một chút đi. Trời nắng quá. Cây trồng héo rũ hết cả rồi. Giống như ruộng trong làng. Chúng sẽ chết hết sao? Đừng lo. Nếu trời không chịu mưa thì chúng ta sẽ làm ra mưa. Nobihe, anh ấn nút bên trái ấy. Đây rồi. Bội thu quá, chúng ta thu hoạch thôi. Tiến lên. Nhanh lên nào. Nhiều quả thật đấy. Ngon nữa chứ. To chưa này? Quả này to hơn. Cẩn thận chứ Sunemaru. Cậu ăn quả cà chua này đi. Chắc đây là lần đầu tiên cậu ăn kiểu này nhỉ. Nhưng Takeso bảo tớ mang cho cậu đấy. Nghe lời và ăn đi. Ngon quá. Sunemaru, chắc là cậu ấy buồn ngủ. Lao động mệt quá ấy mà. Cậu chủ Sunemaru,
Sao cậu ấy lại ở đây? Có chuyện gì sao Shizukin? Lúa gạo thì biến mất, cậu chủ cũng mất tích luôn. Ông bà chủ về tới nơi rồi. Bọn cướp bắt luôn cả cậu chủ sao? Bẩm vâng. Còn nghĩ chính bọn cướp ấy đã bắt cóc cậu chủ. Đoàn người ấy. Chúa đất đang dẫn một đoàn người đi về phía ngọn núi này. Cha tôi sao? Làm thế nào bây giờ? Chúng ta sẽ nghênh chiến, vì ông ấy đâu có đếm xỉa gì đến nỗi khổ của dân làng. Cậu không hiểu được đâu. Đi thôi. Đừng. Cậu chủ Sunemaru. Đi thôi, đi. Đừng mà. Shizukin, đừng cho Sunemaru rời khỏi đây. Được. Dừng lại. Tới xem đi. Tấn công. Cậu chủ Sunemaru. Lũ vô dụng, đừng có bỏ chạy chứ. Các người chạy đâu cho thoát. Đừng để bọn họ chạy mất. Dừng lại. Cặp kính của tôi. Dừng lại. Bắt hết chúng lại cho ta. Dám cả gan chặn đánh cả chúa đất. Đừng, Takesu. Bắn chúng đi. Tiến lên đi chứ. Lại trời lại Phật. Sunemaru, con làm tốt lắm. Mau giải quyết hết bọn chúng đi. Sunemaru. Cha mau quay về đi. Dẫn bọn họ về hết đi. Sunemaru, con làm gì thế Sunemaru? Chạy mau. Phu nhân. Cứ
Cứu tôi với! Tsunemaru, tôi tới ngay! Ôi mắt tôi! Nobihe, kính của anh này! Tệ quá! Tsunemaru, tôi tới ngay đây! Là chúa đất Tsunemaru, con tôi. Takeso, thì ra là con ở đây. Mẹ, dám trốn ngoài làm cướp, con giỏi nhỉ. Mẹ tha cho con. Mẹ giúp con một tay trước đã được không? Nobita, đó là Nobihe phải không? Goro, Chibisuke, không ai muốn giúp một tay sao? Không bao giờ. Đúng, ông ta luôn áp bức chúng ta. Nhưng... Mẹ sẽ giúp con. Mau bám vào sợi dây thừng đi. Tớ không thể. Không giữ được nữa rồi. Tsunemaru, tốt quá. Tsunemaru, Arara, chúng ta về bây giờ sao? Ừ, Arara, cậu vất vả quá. Từ đó chúng tôi không bao giờ nhìn thấy Doraemi nữa. Vợ chồng chúa đất cũng thay đổi hoàn toàn. Họ quyết định chia thêm gạo cho dân làng và hứa sẽ giảm thuế đất hàng năm. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chúng tôi luôn nhớ Doraemi và coi cậu ấy như một người trong làng. Mỗi khi trời mưa lại làm chúng tôi nhớ tới Doraemi và là một con búp bê vải có khuôn mặt cậu ấy để cầu cho trời nắng. Sao lại thế này? Chẳng có gì thay đổi cả. Đồ thị này được lập dựa vào các thông tin đã điều tra phải không? Đúng thế. Cậu bảo tớ đi kiểm tra còn gì. Cụ ấy đã nhìn rõ hơn và chạy nhanh hơn rồi đấy. Hả? Ý tớ là muốn cụ ấy thông minh hơn cơ. Chắc tớ mệt quá nên nghe nhầm. Tức là cụ Nobihe và ông nội Nobita vẫn như thế sao? Thế là tớ bỏ công vô ích à? Đúng đấy. Vậy là công toi rồi. Này Doraemi, cái gì thế? Doraemi, à, tớ đang làm món cá nướng. Ngày mai cậu đi picnic nên tớ giúp cậu chuẩn bị bữa trưa. Đảm bảo với cậu món này cực kỳ ngon. Cậu sẽ thích cho mà xem. Ừ.
Khoan đã, tập phim Doraemi và cậu bé mũ rơm xanh. Tokyo thế kỷ 22. Không biết bộ phim này thế nào nhỉ? Đến giờ rồi, mình muộn giờ mất. Ôi, cậu ấy bỏ quên đồ kìa. Này, đợi đã. Hả, đây là nhà cổ tích. Này, phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Hả? Đây là nơi nào vậy? Các người làm gì vậy? Không. Một tên bù nhìn như ngươi làm sao được vào đây chứ? Đúng, ta cho ngươi biết, hôm nay là ngày trọng đại của công chúa Aurora. Hả? Bọn ta đến đây với hy vọng lọt vào mắt xanh của nàng. Một tên bù nhìn như ngươi làm sao mà có cơ hội chứ? Làm thế nào mà... À, công chúa. Đóng lại. Công chúa, đợi đã. Dừng lại. Cẩn thận. Cần câu cứu hộ. Bắt được rồi. Cảm ơn cậu. Công chúa Aurora. À, là người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy phải không? Ai cũng muốn được là hoàng tử của cô ấy. Cô ấy thật tuyệt. Giá mà mình có thể nói chuyện được với cô ấy. Có vẻ cậu rất thích công chúa nhỉ? Cũng không phải là xấu. Nhưng tớ chỉ là một người máy mù nhìn, sao có thể gặp công chúa được chứ? Tình yêu với một người như tớ là không thể. Không, không phải vậy. Không can đảm thì cũng không phải là khôn ngoan. Nhưng với bộ dạng này thì... Thực sự điều đó là không dành cho mình. Giá mà cuộc sống này sớm kết thúc. Đúng như mấy gã vừa nãy nói. Rất buồn cười phải không? Nhưng tôi muốn được yêu công chúa. Nhưng nếu đã như vậy, sao cậu lại chọn những bông hoa của thế kỷ 22 kia? Vì đó là vì tớ muốn dành những bông hoa đẹp nhất cho công chúa. Và giờ cậu lại muốn bỏ cuộc ư? Không nam nhi chút nào.
Đúng rồi, tớ còn chưa biết tên cậu. Tớ là Doraemi. Ồ, tên tớ là Crow. Vậy hãy mạnh dạn đi gặp công chúa đi. Tớ sẽ giúp cậu. Giúp mình ư? Chẳng phải cậu muốn gặp công chúa đó sao? Không, không, tớ không nằm mơ đúng không? Cậu không tin mình sao? À không. Sẵn sàng chưa? Đi thôi. Doraemi, đợi mình với. Nhưng sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy? Là do mình cảm thấy cần giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Cẩn thận. Cẩn thận đi. À, đó là lâu đài của công chúa Aurora phải không? Nhưng sao tớ lại không biết nơi này nhỉ? Nơi đây được cai quản bởi thành phố phép thuật kỳ diệu. Được rồi, đi thôi. À, quên điều mình vừa nói đi. Cậu nói gì? À không, không mà. Lại tên bù nhìn đó sao? Thật là cứng đầu. Còn đứa kia là ai vậy? Để tôi đi canh chừng bọn chúng. Crow! Đau quá. Khủng khiếp quá. Bám chắc vào Crow. Đồ tiểu nhân. Sợi dây co giãn. Tớ chết mất. Cứu tớ với. Crow, từ đây. Có vẻ như tớ cần thêm dầu. Dầu lạnh. Tốt quá. Tớ thấy các bộ phận thật linh hoạt. Lần đầu tiên tớ được dùng loại dầu này. Chúng ta mắc kẹt ở đây lâu rồi. Nhanh đi thôi. Doraemi, tớ cảm giác như có cái gì đó. Phim được chiếu phát minh tại tvhay.org. Con bé kia là ai nhỉ? Doraemi, kia rồi. Ôi, đẹp quá. Đi thôi Doraemi. Dễ thương quá. Chào các chú chim bé nhỏ. À, hãy hái một chút hoa đem tặng công chúa nào. Hả, cái này là gì vậy? Doraemi. Hả, một con búp bê ư? Cái gì vậy? Hãy đứng yên ở đó. Xem đây. Làm thế nào mà... Làm gì đây? Ôi đau quá. Hả, Doraemi. Doraemi. Vậy, muốn ở lại hay muốn ta biến các ngươi thành tượng đá đây? Không thể nào, tôi không muốn bị như vậy. Tôi còn phải đến và gặp công chúa nữa. Không phải, cậu cần can đảm lên. Đủ rồi, Crow. Tới địa ngục đi. Hả? Ông ta biến thành đá rồi. Crow thật tuyệt, cậu đã làm được. Nhưng tớ làm ư? Đúng vậy, chính nhờ chiếc gương này đã khiến ông ta bị như vậy.
Thực sự là tớ làm sao? Tự tin lên đi, Crow. Nếu có sự can đảm, cậu sẽ không sợ gì hết. Phải, như Doraemi nói, tớ cần phải tự tin lên mới có thể gặp được công chúa. Thực sự có phải công chúa ở tháp bên phải không? Vậy thì Crow, chúng mình đi thôi. Các ngươi tự do bước vào đây mà không nói một lời. Các ngươi không được phép gặp công chúa. Ta sẽ san bằng các ngươi. Điều này, ôi! Hả, Doraemi, làm thế nào bây giờ? Đúng rồi. Này, ở đây cơ mà, ngươi cứ thử đến đây xem. Ngươi thách ta đi ư? Ôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà. Đứng lại. Bàn tay gọi sét. Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Không thể tha thứ được. Chết đi. Crow. Cậu không sao chứ? Ừ, không sao. Xem này, thấy chứ? Cố gắng lên, miễn là chúng ta có ý chí. Một tên ngốc và một con bé, hãy để ta xử lý chúng. Chuẩn bị. Cái gì vậy? Tấn công. Một trái tim à? Crow. Tấn công. Ngay bây giờ. Tuyệt lắm. Này thả ta ra, ta không muốn ở trong cái nơi tối mịt này. Ngươi muốn gì hả? Hãy nhớ lấy. Cậu đã khá hơn trước nhiều rồi đấy. Sao vậy? Công chúa đang ở ngay bên kia, sau cánh cửa. Hãy tự tin lên, cậu sẽ gặp được công chúa. Một chút nữa thôi. À đúng rồi, phải mở cửa ra đã. Chờ đã, xem nào, vòng xuyên thấu đâu rồi? Này, cậu thấy ngón tay mình... Không. Tớ đã tìm thấy một người bạn tốt hơn cả. Đó là cậu, Doraemi. Nhìn kia, chiếc mũ bị lệch rồi. Vui lên đi nào. Ừ, tớ sẽ cố hết sức. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org.
桜が見られてよかった。ん？のび太くんの声がしたみたい。メタボロにしてやっかんな。今度あったらもう許さないからな。ピーだ、全然怖くないもんね。ドラえもん、大体悪いのはジャイアンじゃないか。ドラえもん、ねえドラえもん、どうも出して。喧嘩に強くなるやつないでしょ。それでジャイアンをやっつけてやる。ダメ、そんな道具はない。いいじゃない、ケチケチしないでさ。ドラえもん、一人でできない喧嘩ならするな。ドラえ、ねえどうしたの。この間から言おうと思ってたんだけど、世界へ。そんなの。やだよ。やだやだやだやだ。なんとか言って。ねえママ、なんとか言ってよ。のびちゃん、ドラちゃんにはドラちゃんの事情があるの。わがまま言わないで。のびちゃん。やだ。のび太。のび太。そうか、帰るのか。で、のび太は。それが、のび太、ずっと前にも似たようなことがあったな。そう、おばあちゃんが死んだ時だ。あの時もお前そうやって押し入れで泣いてたな。お前ちっとも変わってないな。のび太、下で待ってるからな。のび太がすっかりお世話になったね。こちらこそ。本当に明日の朝早く行っちゃうの？じゃあ顔を合わせるのもこれが最後か。できることなら僕。あら、のびちゃん。さあ座った座った。のび太くん、寒くない？行ってよ。眠れない。僕も。なんか話しよう。月が綺麗だよ。本当だ。散歩しようよ。いいね、行こう。
丈夫？できることなら帰りたくないんだ。君のことが心配で心配で。心配いらないよ。うんうん。宿題もお使いも一人でやる。部屋の片付けだってちゃんとできる。うん。ジャイアンやスネ夫に意地悪されても平気だよ。やり返しちゃうもん。何でもかんでも全部全部全部一人でちゃんとやる。やれるからさ。だからさ、ドラえもん安心して未来に帰って。ちょっと僕トイレに。涙を見せたくなかったんだな。トイレなんて行かないくせに。少し寒くなってきたな。どこまで行っちゃったんだろう。わっ、見てて、のび太お前急に飛び出してきやがって。苦しい。ちょうどいい。昼間の続きをやろうぜ、ドラえもん。お、ん、少し遠くまで来すぎたみたい。戻ろう、のび太くん。いない。おーい、いいよジャイアン。喧嘩ならドラえもん抜きでやろう。えらいな、のび太。そうこなくっちゃな。先に帰ったのかな。うこい、うわー、おりゃー。なに、のび太、まだ殴られたんねえのか。勝負はこれからだ。なぜ。これはただごとじゃないぞ。これで懲りたか。何度やっても同じだ。諦めろ。やめろ、のび太。俺の負けだ。
のよ。のび太くん、のび太くん、しっかり。ドラえもん、僕勝ったよ。のび太くん、見たろ、ドラえもん、僕一人で勝ったんだよ。見たよ。もう安心して帰れるだろう、ドラえもん。のび太くん、安心。のび太くん、さようなら。開けてごらん。一度だけ、その時君に必要なものが出てくる。だからのび太くん、僕がいなくても僕がドラえもぼーっとしちゃって、ドラちゃんと約束したんでしょ、一人でもちゃんとやってみせるって。ねえママ。何？僕お使いに行くよ。そうね、お願いしようかしら。行きます。そうだよ、くよくよしたって。ドラえもん
モンが帰ってくるわけじゃなし。気を取り直して頑張ろう。123円、456円。のび太さん。はあ、静香ちゃん。よかった、元気そうで。心配しちゃった。ドラちゃんいなくなって落ち込んでるんじゃないかと思って。平気だよ。ドラえもんなんかいなくたって。本当に？平気平気。全然。そんなとこいたのか。お前、落ち着いて聞けよ。どうしたの？今そこで誰に会ったと思う？誰に？ドラえもん。ドラえもん！ちゃん、そうだよ、帰ってきたんだよ。来るわけないでしょう。もう二度と来られないって言ってたわよ。それにもし帰ってきたんなら真っ先にあなたに会いに来るでしょう。でも来たんだよ。おかしいな。変だな。どうして僕に顔見せないんだろう。照れくさいんだな、きっと。あんなに涙流して別れたんだもん。バカだな。気にしなくたっていいのに。あー、早く会いたいな。そうだ。僕の貯金全部でドラ焼きをたくさん買おう。ドラえもんのやつ大喜びするぞ。ありがとうございました。どうも。ドラえもん、僕寂しかったね、ドラえもん。ドラえもん。バーン。かかったな、のび太。かかったな。ジャイアン。ねって、ざまあ見ろ、こないだの決闘のおかげだぞ。だだだ。決闘？いて、俺の負けだ。あれで引き下がる俺様じゃないぞ。思い知ったか。ねえ。ドラえもんが来たなんて。ドラえもんが来たなんて。よくも騙したな。騙されて怒んなよ。今日はエイプリルフールなの。プレ焼きまで買っちゃって。悔しかったらお前も嘘をついてみろ。ついてみろ。アベーアベユー。のび太さん、大丈夫？私変だと思ったの。ドラちゃんが帰ってきたなんて。あ、のび太さん。のび太さん。のび太さん。最後に一つだけ。喋ったことがみんな嘘になる。
許せない。スイッチ、はい。こいつ。ジャイアン、スネオ。ん？なんだ、のび太。仕返しの嘘でも考えてきたか？来たよ。面白い。聞かせてもらおうじゃん。何やってんだ、のび太。大丈夫か？今日はいい天気だな。それが嘘？ギャー！激しい雨が降ってきた。ずぶれー。何をすんだよ。ヘキシ。怒るなよ。エイプリルフールだから嘘ついたんだ。だから僕が晴れといえば雨、雨といえば晴れるのさ。くそ、どうして。ドラえもんの最後の力だ。スネ夫、君は犬に噛まれない。犬？ジャイアン、君はママに叱られない。ちっとも。何を。たけし、たけし、やー、助けて。今日という今日は許さないよ。何すんだよ。そんなこと知るかい。今のは全部本当。あれ、私は何してんだ。ドラえもん、ドラえもん、僕やっぱりダメだよ。でもさよなら、ドラえもん。桜ももう終わりだね。遅いわね。ただいま。あ、のびちゃん。ドラちゃんいたの？ううん。ドラえもんが帰ってくるわけないよ。二度と帰れないって言ってたもんね。
ドラえもん、君がいなくなっちゃって僕寂しいよ。だから早く帰ってきて。のび太くん。